Thưa quý vị, Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và trên cơ sở thư phúc đáp của phía Trung Quốc và nhận thức chung đạt được tại cuộc hội đàm giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và Chính phủ Nhân dân thị xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu giữa các cửa khẩu của Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, khách nhập cảnh vào Trung Quốc vẫn cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ và điền kết quả vào biểu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của Hải quan Trung Quốc. Riêng với hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, hiện các biện pháp phun khử khuẩn cho các xe hàng đã được bãi bỏ. Từ đó, việc lưu thông nông sản hàng hóa giữa hai nước đã thuận lợi và nhanh chóng hơn, ghi nhận của phóng viên VTC16 trong ngày hôm nay tại các cửa khẩu Lạng Sơn. Ông Lâu là một trong số những lái xe chở nông sản từ miền Trung ra cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, chuẩn bị xuất sang Trung Quốc. Chỉ trong ít phút, ông đã hoàn thành các thủ tục để đánh xe hàng qua cửa khẩu. Việc không phải thực hiện các thủ tục xét nghiệm cho bản thân và khử khuẩn xe hàng theo yêu cầu của phía bạn đã giúp việc thông quan được nhanh chóng hơn. Bây giờ ra đến cửa khẩu thì cứ ra hôm trước thì hôm sau thông quan thôi. Hôm nay cảm thấy là nó gọi là cái bước đầu thì chắc là nó cũng chưa trôi chảy đó. Dần dần thì chắc là người ta hướng dẫn thì mình làm thì nó cũng nhanh hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên triển khai thì có thể là sẽ chậm hơn những ngày trước. Đấy, mà từ trưa đến chiều nay thì nhanh hơn là lúc sáng. So với năm trước thì nhanh hơn nhiều. Tại cửa khẩu Tân Thanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đã bắt đầu hoạt động tấp nập từ đầu giờ chiều ngày hôm nay. Đáng nói nhất là việc tài xế đường dài có thể lái xe thẳng sang Trung Quốc mà không cần tài xế chuyên trách. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh, với các xe hàng chưa thể quay về ngay trong ngày thì vẫn nên sử dụng phương án cắt container để đẩy nhanh tiến độ, tránh việc phải lưu lại bên nước bạn. Từ đầu ngày hôm nay, do hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu triển khai thực hiện cái việc mà lái xe từ nội địa có thể trực tiếp sang bên phía Trung Quốc được giao hàng. Do vậy là cái một số lái xe thì cũng đang cần phải thực hiện làm các cái thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh như là cấp sổ thông hành. Do vậy số lượng thì vẫn chưa được nhiều như kỳ vọng. Do vậy chúng tôi đã quyết định là áp dụng song song hai hình thức, vừa thực hiện cái việc mà thay đổi cái đầu kéo và cũng vừa áp dụng đối với những lái xe mà đã đủ điều kiện về y tế cũng như là về thủ tục xuất nhập cảnh thì để thực hiện sang bên phía Trung Quốc giao nhận hàng hóa bình thường. Vâng, thưa quý vị, những chuyến xe của những nông sản Việt Nam đã bắt đầu có thể là lưu thông bình thường qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ban quản lý các khu cửa khẩu của Lạng Sơn đã có những cách thức để làm sao tạo điều kiện cho những lái xe cũng như doanh nghiệp có thể xuất khẩu cũng như là nhập khẩu hàng hóa của đôi bên để đảm bảo cho nông sản Việt Nam và Trung Quốc được thông quan một cách bình thường. Khó khăn được ghi nhận trong sáng ngày 8 tháng 1 tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh là các lái xe còn chưa quen thao tác khai báo và hạ tầng mạng chưa ổn định. Khi Trung Quốc vẫn áp dụng biện pháp khai báo bắt buộc trên app riêng của nước này, nên việc thực hiện các thủ tục bằng sóng 4G bị chậm hơn bình thường. Tuy nhiên, trong trưa nay, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại cửa khẩu, chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ hạ tầng, hướng dẫn lái xe để đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục, giúp việc lưu thông được thuận tiện. Vâng, xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày cận Tết, không khí tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt đầu sôi động. Hầu hết các tiểu thương đều đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa để phục vụ bà con mua sắm Tết, và trong đó là ưu tiên nguồn hàng đảm bảo chất lượng, nói không với các mặt hàng trôi nổi và không rõ nguồn gốc. Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Long Xuyên, các hộ tiểu thương cho biết tình trạng những sản phẩm kém chất lượng, hàng giả hay hàng trôi nổi tràn lan đang gây lo ngại cho người tiêu dùng. Nhiều gia đình ngày càng khắt khe hơn, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm sạch và an toàn. Nếu như trước đây, người tiêu dùng thường quan tâm mua sắm những sản phẩm giá thấp, thì giờ đây bà con lại chú trọng hơn về chất lượng sản phẩm, ưu tiên những mặt hàng có bao bì, nhãn mác, hạn sản xuất và hạn sử dụng. Nhất là các mặt hàng thực phẩm có truy xuất nguồn gốc, bày bán tại các cửa hàng thực phẩm an toàn. Do vậy, phương châm đầu tiên của tiểu thương các chợ truyền thống là phải tạo được uy tín cho khách hàng thân thiết, nói không với các mặt hàng trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng để hướng tới chợ văn minh.
Về cái nguồn hàng thì dồi dào, chất lượng thì bảo đảm, nhãn đáp đầy đủ, chứ không có bán mà hàng trôi nổi hay là hàng kém chất lượng để phục vụ cho bà con ăn Tết này nó cũng kỳ lắm. Với phần cái chợ Long Xuyên của mình là cũng chợ dân minh rồi, thành ra nó phải đâu đó đàng hoàng chứ không có mà bán tầm bảy tầm ba được. Đa số người tiêu dùng ngày nay đều được trang bị kiến thức, kỹ năng phân biệt sản phẩm an toàn. Và khi mua, họ luôn chú trọng nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm, lựa chọn địa điểm bày bán có uy tín, chất lượng. Đối với các sản phẩm như thịt, bà con được khuyến cáo cần xem độ đàn hồi, màu sắc tươi. Thịt pha hóa chất sẽ có màu khác thường, hoặc thịt có chất tạo nạc, lớp mỡ sẽ mỏng hơn. Với các loại rau củ thì ưu tiên chọn các loại an toàn, hữu cơ để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Coi như bán ngày nào là tiêu thụ ngày nấy cho hết, chút đỉnh già chứ không có dự trữ hàng không rõ nguồn gốc đem về đây. Để đáp ứng theo nhu cầu thị trường và người tiêu dùng, người bán luôn chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng nhập từ các vùng nguyên liệu sạch, chế biến thực phẩm an toàn, được cơ quan thẩm định chứng nhận để bán ra thị trường. Đặc biệt đối với các loại thực phẩm tươi sống, các hộ tiểu thương chỉ nhập đủ số lượng bán trong ngày, không tích trữ, găm hàng hoặc sử dụng các loại hóa chất bảo quản, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái nguồn hàng mà họ tiểu thương nhập vào nhiều để phục vụ cho người tiêu dùng đó, thì ban quản lý chợ có cái tăng cường tuyên truyền trên cái hệ thống loa đài, cũng như là tăng cường các cái cuộc tuần tra để nhắc nhở hộ tiểu thương là chấp hành đúng, cũng như là có một cái cảnh giác cho người tiêu dùng là có sự lựa chọn là đúng đắn khi để sử dụng cái sản phẩm để an toàn trong cái dịp Tết. Thưa quý vị, trong tuần đầu tiên của năm mới, thị trường hồ tiêu ghi nhận tín hiệu tích cực, giá tiêu trong nước và xuất khẩu đều bật tăng. Tổng kết tuần qua, thị trường tiêu nội địa tăng nhẹ 500 đồng một kg. Theo các chuyên gia, việc thương lái Trung Quốc tích cực gom hàng trước ngày quốc gia này mở cửa mùng 8 tháng 1 đã giúp thị trường hồi phục như hiện nay. Hôm nay tại Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu cao nhất cả nước lên 60.000 đồng một kg, kế đó là hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, 59.000 đồng một kg. Khu vực Tây Nguyên, thương lái tại Gia Lai đang thu mua tiêu ở mức 57.500 đồng một kg, hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cùng giá 58.500 đồng một kg. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế đánh giá thị trường hồ tiêu thế giới trong tuần đầu tiên của năm 2023 tiếp tục cho thấy triển vọng khá tích cực, đa số các thị trường ổn định. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng theo đà đó hồi phục nhẹ. Hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lúa gạo về ít, thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, giá gạo vẫn ở mức cao do nguồn cung thiếu. Nhìn chung tuần qua, đại đa số các kho đều đã tạm dừng thu mua. Bà con nghỉ Tết sớm làm thị trường giao dịch lúa gạo chậm lại. Giá lúa gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long không có biến động mới so với hôm qua. Giá lúa IR504 vẫn khá cao, 6.200 đồng tới 6.300 đồng một kg. Hiện các giống lúa Đài Thơm 8 và Nàng Hoa 9 đang được thương lái thu mua ở mức 6.900 đồng tới 7.200 đồng một kg. Lúa Nhật giữ ở mức 7.800 đồng tới 7.900 đồng một kg. Với mặt hàng gạo, hiện giá gạo nguyên liệu đang ở mức 9.200 đồng tới 9.300 đồng một kg. Gạo thành phẩm 10.000 tới 10.100 đồng một kg. Giá tấm đang là 9.300 đồng một kg, cám khô 8.100 tới 8.200 đồng một kg.